Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoa Bóng Đá thân mến, mời quý vị và các bạn đến với Chảo Lửa Cường Quốc Arena, quận Hà Đông để theo dõi trực tiếp trận thi đấu bóng đá giữa chủ nhà Gà Hà Đông và các cầu thủ Trung tâm Thương mại 9699. Trọng tài chính của trận đấu này là ông trọng tài người Ả Rập Xê Út, Osamin Bin Laden. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội như sau. Các cầu thủ FC 1981 Gà Hà Đông với số 79, ông chủ Daichi Dũng Devin, đội trưởng Hải Mai. Số 7 Sơn Tóc Dài, số 100 Cục Tạ Cao Bá Tú, số 11 Người Khổng Lồ Balosi, số 6 Công Chúa Long Đỗ Sơn Long và số 13 Trương Luyến, cầu thủ đến từ Châu Phi. Còn các cầu thủ FC Gà 9699 Trung tâm Thương mại ra sân với đội hình như sau. Cầu thủ mang áo, thủ môn mang áo số 1 là Lam Trần, số 7 Đặng Thắng. Đó là quan sát của số 68 Đỗ Hữu. Số 25 Lê Vinh. Người đang đứng trước bóng, chúng ta chuẩn bị giao bóng, đó là cầu thủ mang áo số 7 Đặng Thắng. Và trong trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Gà Hà Đông sẽ bảo vệ dây trái các bạn. Và như vậy hiệp 1 đã được bắt đầu. Mỗi hiệp sẽ được diễn ra 40 phút và tổng cộng cả trận sẽ là 80 phút. Đây là trận giao hữu thứ hai của Gà Hà Đông. Ở tuần trước chúng ta đã chứng kiến Gà Hà Đông đã giao hữu với Gà Nam Định và họ đã giành thắng với tỷ số là 1-0. Và trong trận đấu ngày hôm nay họ sẽ gặp một ứng cử viên rất mạnh. Coi không vào. Dũng Đi Win tiếp tục tỏa sáng. Vẫn là các cầu thủ 9699 Hà Nội. Dứt điểm ngay. Vẫn chưa vào. Hôm nay các cầu thủ Gà Hà Đông ra sân thiếu vắng khá nhiều các ngôi sao ở tuyến giữa như Phi Hoàng, Tân Hiếp. Tuy nhiên như chúng ta từng nói, trong tình yêu thì cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ tiềm năng của lứa U23 như Nhật Tám, Long Công Chúa sẽ có cơ hội để thể hiện mình trước một đối thủ khá cứng cựa là Trung tâm Thương mại 9699. Các cầu thủ Trung tâm Thương mại 9699, họ chính là những nhà kinh doanh đại tài của các cầu thủ 1981 cộng trừ 1-2 tuổi. Họ nói chính xác, họ chính là những ông chủ ở các doanh nghiệp. Hôm nay họ cũng ra sân với trang phục áo trắng quần màu tím than. Áo trắng đồng nghĩa với là màu của kim tiền, đại diện cho những người có tiền. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy trên đội hình của Trung tâm Thương mại 699 Hà Nội có thủ thủ số 6 Trọng Việt nữa. Liên tiếp là những cơ hội nguy hiểm dành cho các cầu thủ Trung tâm Thương mại 9699 Hà Nội. Vừa rồi họ cũng có một chiến tích tại một giải cực kỳ là uy tín của Hà Nội, đó là giải Ba Lê Cup 2023. Văn Sơn vẫn là một gương mặt chơi tốt ở khu vực tuyến giữa của Gà Hà Đông. Anh là người chơi năng lộ nhất của Gà Hà Đông trong trận đấu gặp Gà Nam Định. Và hôm nay họ gặp một đội bóng cứng cựa như là Trung tâm Thương mại 9699 Hà Nội sẽ là một tấm thép thực sự của Gà Hà Đông trong trận đấu ngày hôm nay. Đối trọng của Sơn Tóc Dài ở bên kia chiến tuyến chính là số 25 của TTTM, đó là Lê Vinh. Anh là một cán bộ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF. Anh là một trong những người, một cán bộ chuyên sắp xếp lịch thi đấu các giải V-League 1 và V-League 2 của giải bóng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay. Anh cũng là
một nhà kinh doanh được ghi nhận là khá đành đạt ở thành phố Hà Nội. Bóng liên tiếp là luân chuyển ở phần sân của Gà Hà Đông, và Gà Đông trong những phút hiệp đầu tiên của hiệp 1 đang phải phòng ngự rất nhiều. Rất hay, đây là một cơ hội. Cơ hội vẫn chưa vào. Đây là sân tóc dài. Bóng tiếp tục đang thuộc về phần sân của các cầu thủ Gà Hà Đông. Bây giờ họ mới có bóng để chơi. Tải hữu xung đột ngay ở chân giữa và các cầu thủ trung tâm thương mại 9699 đã cướp được bóng, và đây là một cơ hội. Balosi, người đã có bàn thắng ở trong trận đấu với Gà Nam Định. Người cầm cân nảy mực trong trận đấu này là trọng tài đẳng cấp dỗi của bóng đá Hà Đông. Ông chính là trọng tài cách đây nửa tuần cũng ở sân bóng này. Ông đã lẳng lặng bỏ ra khỏi sân sau khi gặp một loạt những sai sót và gặp sự phản ứng của các quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá thế giới phiên bản Hà Đông. Đây là Thạch đang không có xoay áo ở trên sân vào thời điểm này, vẫn chưa được đó đường chân lên chân cho đặng thắng, cầu thủ mang áo số 7 của TTM 99 Hà Nội. Dũng Divin đang là người phải cản phá khá nhiều những cơ hội của 99 Hà Nội. Dũng Divin các cầu thủ Gà Hà Đông khó để lên bóng được. Một cơ hội cầu được rất đáng tiếc. Đô Hưu, không, đây là Đô Hưu. Cơ hội cầu vào. Một bóng chuyền ngang cực kỳ nguy hiểm của Đô Hưu, và vừa rồi là tình huống nguy hiểm đầu tiên của Gà Hà Đông. Lam Trần, Thạch, một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Không có gì nguy hiểm với khung thành của Lam Trần cả. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa dành cho Gà Hà Đông. Đây là quả phạt góc thứ hai liên tiếp. Quả đá biên dành cho Gà Hà Đông rất nguy hiểm. Đó là pha phối hợp mà Balosi đã có một cơ hội, đây là đường lên bóng và phản công dành cho các cầu thủ TTM 991. Và phạm lỗi rồi, ngừa vì phạm lỗi vừa rồi đó là Trọng Việt, và bây giờ sẽ là một quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm dành cho TTM 999 Hà Nội. Công Tùng đang đứng trước bóng. Sẽ là một quả vô lê ngay của Công Tùng hay không? Không, và như vậy Thạch sẽ là người sẽ thực hiện quả đá phạt này. Thạch hay là Đỗ Hữu đây? Đỗ Hữu không được. Sút bóng dài, phản công dành cho các cầu thủ Gà Đông không được. Những pha bóng mà các cầu thủ TTM 999 chơi rất hay, và bóng nó tạo nhau rất tốt.
Đô Hữu. Được chuyển hay của Đô Hữu. Một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTTM 9699. Đô Hữu. Đỗ Hữu và Đại Thắng là hai cầu thủ đang chơi rất hay. Đó là một dứt điểm của Đặng Thắng. Đỗ Hữu. Và hợp giữa Đặng Thắng và Đỗ Hữu rất nguy hiểm. Có nói hệ thống vòng, có thể nói hệ thống vòng ngự của các cầu thủ Gà Hà Đông đang chơi rất hay. Thạch. Lam Trần. Công Trung. Lam Trần. Khá nhẹ nhàng. Nhưng pha bóng vào tầng. Bóng tiếp tục trở về với thủ môn Lam Trần. Có người không? Đây là Thạch rồi. Thôi. Và Xi Nhan vào trong nhưng không thành công. Lê Bình. Thạch. Đường chuyền của Lê Bình vừa rồi lên lại không cho ai cả. Bóng vẫn còn trong cuộc. Rất hay. Sớm tóc dài. Đã có lỗi rồi. Một quả đã phát lên dành cho các cầu thủ Gà Đông. Các thủ Gà Đông rất khó để lên trái bóng ở phần giữa sân của mình. Các thủ TTM 9699 đang chơi quá trình tầm cao rất hay. Và họ đang bao trọn được khu tuyến giữa của mình. Đó vào điểm rất hay của Công Trung. Trận đấu đã được trực tiếp trên fanpage của VTV. Và rất mong các bạn giúp mình đó là like và chia sẻ trận đấu ngày hôm nay, trận đấu giao hữu bóng đá giữa Gà Hà Đông và TTM 9699 Hà Nội và tỷ số đang là 0-0. Một trận đấu thú vị đang được diễn ra trên sân Cường Quốc Hà Đông. Đây là một cơ hội lấy bóng dành cho cầu thủ Gà Hà Đông. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía TTM 9699. Thạch. Lê Bình. Trận đấu đang được diễn ra ở tốc độ vừa phải. Mạnh Tuấn cùng với Cao Tú, cùng với Xuân Tóc Dài. Coi vẫn không được. Không có tiếng còi trong tay. Phản công dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông.
Số 13 đó là cầu thủ Trương Luyến. Công Trung. Đường chuyền hay dành cho Đỗ Hữu. Không được Đỗ Hữu, tình quả bóng không thành công. Bố lò và sai sót ở bước 1. Số tốc dài. Đánh đâu, không được. Bóng vẫn còn trong cuộc. Rất đáng tiếc. Và hụt bóng. Quý vị và các bạn có thể sau lưng áo các cầu thủ áo trắng có hàng chữ TTTM. Điều đó có thể lý giải đó là trung tâm thương mại, cũng có thể gọi là tôi thích tiền mặt, tôi thích tiền Mỹ, mang đậm mùi tiền của các cầu thủ 9699 TTTM. Bây giờ thì các cầu thủ Gà Hà Đông bắt đầu cầm trách nhiệm được trận đấu rồi, và họ bắt đầu không bị các cầu thủ TTTM 9699 ép sân nữa rồi. Được trả về có thạnh với Lâm Trấn. Đó là cao thủ cầu thủ Gà số 100. Một bàn thắng quý, một bàn thắng xương máu, một bàn thắng tưởng chừng như đã tuyệt chủng giống cùng với loài khủng long, nhưng mà hôm nay nó đã xuất hiện ở trên sân vận động Cường Quốc Quận Hà Đông. Quý vị và các bạn cảm thấy, chúng tôi đã cảm thấy rưng rưng nước mắt, và các bạn hãy cùng sụt sùi khóc với chúng tôi. Ôi cảm động quá. Đó là một sai lầm của thủ môn Nam Trần bên phía TTTM 999 của Hà Nội. Ta nói là thế trận của đội khách là rất tốt, nhưng đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sau những phút bị đội khách lấn lướt khu trung tuyến thì các cầu thủ Gà Đông sắp sửa có sự điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa. Theo chúng tôi, quan sát của chúng tôi thì số 0 Tuấn Anh sắp sửa được vào thay người. Chúng ta có thể tính rằng người sẽ rời sân sẽ là Long Công Chúa. Anh đã gặp thua thiệt trong những tình huống tranh chấp với sự cơ động của ngôi sao VFF Lê Vinh và số 68 của TTTM. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía Gà Hà Đông. Rõ ràng các cầu thủ Gà Hà Đông họ chơi phong cách phản công rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Họ biết người biết ta. Và chúng ta không thể kể đến thủ môn Dũng Dewin đã chơi tốt ở những phút đầu của hiệp 1. Đá biên dành cho Gà Hà Đông, đường chuyền dài dành cho Dũng Dewin. Số tốc dài, Dũng Dewin. Và để bóng dành cho cầu thủ Gà Hà Đông vẫn chưa được. Hôm nay các cầu thủ Gà Hà Đông sẽ không triển khai phương lối đá bán bật nhỏ nữa, mà chúng ta có thể thấy ngay từ đầu trận đấu sẽ là những pha phòng ngự chặt, phản công nhanh. Phương chiến thuật này tỏ ra khá là hiệu quả bằng bàn thắng mở tỷ số của cục tạ Cao Bá Tú. Một quả đá bắn góc dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Rất nguy hiểm, một pha đấm bóng ngay của Lam Trân. Phản công dành cho DTM 9699. Đá biên dành cho Gà Hà Đông. Số tốc dài. Số tốc dài đang đứng trước quả đá biên. Nguy hiểm, vẫn chưa được. Công Trung. Những bóng bài rất hay vừa rồi có Bê Hải. Lam Trần. Lần này là pha xử lý tốt của Mai ạ.
của Lam Trần. Đỗ Hữu tiếp tục, là Đỗ Hữu đi bóng hơi dài của Đỗ Hữu. Đường chuyền sang cánh lại hơi là mạnh rồi, hơi đáng tiếc. Lâm Tây sút ngay, đó là một pha bóng ngay như là của số tóc dài. Đúng như dự đoán của chúng tôi cách đây ít phút, Tuấn Anh sẽ vào thay cho Long Công Chúa. Mặc dù Gà Hà Đông họ thiếu đi những cầu thủ được đánh giá là tốt, nhưng các cầu thủ Gà Hà Đông vẫn cho thấy được là họ đã chơi hay. Tuấn Anh đây là một cơ hội dành cho các cầu thủ TTM. Không vào, một pha bỏ lỡ rất vừa đã đáng tiếc. Đường chuyền vào là của Điền, cầu thủ mang áo số 17. Phản công dành cho các thủ Gà Hà Đông. Không được. Thành Lê Vinh. Đá biên dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông, bắt đầu có sự xung đột rồi, có sự va chạm rồi, mạnh của hai cầu thủ rồi. Và ra vào hợp lý của là Lam Trần. Và phá bóng của Sơn Tóc Dài. Sơn Tóc Dài bây giờ đang chơi ở vị trí mà chỉ là vị trí ở trên thủ môn mà thôi. Hơi đáng tiếc tình huống vừa rồi của TTM 9699. Vẫn là các cầu thủ 9699 đã có thế còi chỉ có trọng tài. Đây giờ là quả đá phạt là gần vị trí 16m50, lối gần hơn quả đá phạt thứ nhất. Bây giờ sẽ làm thực sự nguy hiểm với công thành của Dũng Diwin. Cơ hội để cho các đủ TTM 9699 có bàn thắng và một đều. Bóng trở về dành cho Lam Trận. Thạch. Điểm bóng của Thạch. Đỗ Hữu và để bóng của Đỗ Hữu. Không phải, đó là cầu thủ mang áo số 6. Bên phía TTM 9699 nhưng rất may là không có tình huống nguy hiểm. Bó đòi là pha để vào bóng của Trọng Việt. Rất nguy hiểm về phía công thành của Lam Trần. Bây giờ là một quả đá phạt góc dành cho Gà Hà Đông. Phản công dành cho TTM 9699. Nói thật là nhanh chóng triển khai bóng lên phía trên. Trọng Việt vào bóng rất hay. Một đều. Người ghi bàn đó là Đặng Thắng, cầu thủ mang áo số 7. Người đã chơi hay từ đầu trận đến giờ. Một pha bỏ bóng hay của Trọng Việt và Đặng Thắng đã có bàn thắng, có ba đối mặt với thủ môn Dũng Diwin. Bàn thắng cơ hòa một đều.
một trận giao hữu có nói là mang tính chất chuyên môn được đánh giá là khá cao vào thời điểm này. Và chân chấp của Tốt Anh, cơ hội thứ hai Đặng Thắng. Liên tiếp là những tình huống mà các cầu thủ Gà Hà Đông vào bóng với các cầu thủ TTM 99 suốt từ trận đến giờ. Đây là quả đá phạt thứ ba dành cho các cầu thủ TTM 99 Hà Nội. À, không phải, đây là một quả đá phạt lên. Vừa rồi là một tình huống khá hài hước, trong khi trọng tài thổi phạt các cầu thủ Gà Hà Đông thì tất cả di chuyển theo hướng ngược lại, đúng như kiểu gà mắc tóc. Như vậy là trọng tài đã, mặc dù Tuấn Anh là người đã bị ăn một phát tiểu xảo vào cổ trỏ, vào sau gáy, nhưng trọng tài lại thổi phạt anh đúng theo đẳng cấp của trọng tài. Như chúng tôi đã nói từ đầu trận là trọng tài đẳng cấp dỗi. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Dũng Đình Vinh dứt điểm ngay, và bóng mà trượt chân rồi của Trọng Việt. Cao Trụng, đây là công Trung, đường chuyền lên dành cho Trọng Việt là rất mạnh, rất đáng tiếc. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông, xuống tóc dài. Rất đáng tiếc như đường chuyền sai địa chỉ. Tiếp tục là một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Phút thứ 25 của trận đấu, tỷ số đang là 1-1. Đá biên dành cho các thủ DTM 99 Lê Vinh. Tiếp tục là Lê Vinh, công Trung, hiệp một của trận đấu đã trôi đi được hơn một nửa thời gian của mình, và theo như quan sát của chúng tôi thì sân vận động Cường Quốc hiện tại đã mát rất nhiều so với thời điểm 12 giờ trưa. Mặc dù vậy thì không khí trên sân rất là nóng, với những pha ăn miếng trả miếng, từ những pha bóng cho đến những tình huống trả đũa nhau trên sân. Mặc dù vậy thì chúng tôi cho rằng đây vẫn là một trận đấu nhiệt nhưng tương đối đẹp. Vâng, Tuấn Anh một pha phản công nhanh cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Làm sao đó mà cú cắt ngang không được rồi. Trung vệ một cú tung không vào, bóng đi tìm chị Hằng nhưng bây giờ chưa đến 7 giờ tối. Đó là mang tính chất lượng của cầu thủ Gà Hà Đông. Các cầu thủ TTM 99 đang tìm các đồng đội để phối hợp. Pha ra vào hay của Lam Trần. Với những cầu thủ được đôn lên từ lứa U23, và chúng ta có thể thấy rằng Gà Hà Đông đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng từ đầu trận đấu cho đến giờ. Những pha mảng miếng phối hợp ngắn giữa các cầu thủ Gà Hà Đông như thường lệ chúng ta đã không được thấy từ đầu trận, thay vào đó là những cú truyền dài. Nhưng điều này sẽ không gặp khó khăn cho các cầu thủ hàng phòng ngự bên phía Tôi Thèm Thịt Mèo, khi không có những cầu thủ chất lượng của mình thì những nhìn pha phối hợp của họ sẽ không được tốt. Nhưng vấn đề bây giờ họ phải tìm phương án để họ tấn công về phía khung thành của Lam Trần, đó là những đường chuyền dài. Và một pha bóng sai lầm của thủ môn bên phía TTM 99, họ đã có bàn thắng và tỷ số trận đấu.
và trông chờ vào điều đó ở trong phút tiếp theo của trận đấu. Đây là trọng việt phản công dành cho TTM 99, vẫn chưa được, cậu vẫn còn. Dứt điểm không vào, đó là và dứt điểm ngay của Đăng Thắng, người dẫn câu hòa một đều. Trọng Việt đang vẩy bộ giày trên sân. Trận đấu chúng ta tiếp tục. Dũng đi Vin. Đang khó để triển khai bóng lên phía trên. Và khi triển khai bóng lên phía trên thì bây giờ sẽ là mất bóng. Phản công dành cho các cầu thủ TTM 99. Trọng Việt. Trọng Việt với Trương Luyến và Trương Luyến đã thành công. Một pha lấy bóng dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Hợp lý. Coi vẫn chưa vào. Một pha bóng mà chúng ta đã đầm những đường chiến dài lên phía trên vừa rồi, rất chất lượng. Và xin chữ lỗi rồi thì bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ Gà Hà Đông, đó là Cao Tú. Trọng Việt. Công Trung. Đường chuyền hơi mạnh của Công Trung dành cho cầu thủ dân môi Đặng Thắng. Nguy hiểm. Đó là bóng mà các cầu thủ Gà Đông chơi không tập trung trong tình huống vừa rồi. Một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTM 999. Và những đường đá biên như này là cực kỳ nguy hiểm. Và phải hợp. Coi. Vừa rồi là một pha bóng mà Công Trung có một cơ hội. Và người vừa ngăn cản vừa rồi đó là Barossi. Người đối tác của anh đó là Cao Trung, Cao Tú thì đã có bàn thắng rồi. Còn Balosi thì chưa có một tình huống nguy hiểm nào thì cũng thành có làm trần cả. Lê Vinh. Thạch. Đường chuyền không được ý của Trọng Việt. Bóng trả lại với Cao Tú và một tình huống phạm lỗi rồi. Đá phạt dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt. Đây là quả đá phạt đầu tiên của Gà Hà Đông ở trong hiệp 1. Cao Tú là người bị phạm lỗi và bây giờ đang đứng trước bóng. Bây giờ đó là Trương Luyến. Nhưng không, người đội trưởng xoăn tóc dài, người chuyên gia có những quả đá phạt dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông ở trong tình huống này. Và bây giờ sẽ là một cơ hội. Một cơ hội chúng ta sẽ nghĩ đến một bàn thắng dành cho Gà Hà Đông để làm cho chất lượng xúc tác của trận đấu trở lên hay hơn. Dứt điểm ngay của sân tóc dài nhưng không thành công. Đá phạt góc dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Có vẻ bóng nó chạm được một hậu vệ nào đó của TTM 99 Hà Nội. Đá biên dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Trương Luyến. Tuấn Anh thì mất hút trên sân bên phía Gà Hà Đông. Đây là Đăng Thắng. Một pha dứt điểm chất lượng của Đăng Thắng, cầu thủ mặc áo số 7 của TTM 999. Và Dũng Đi Vinh lần thứ hai vào lưới nhận bóng. Tỷ số là 2-1. Một pha dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. Một góc sút rất hẹp nhưng Đăng Thắng đã dứt điểm vào một góc mà rất khó dành cho các thủ môn. 2-1. Bây giờ Gà Đông đúng là một đối thủ cực kỳ là chất lượng, được đánh giá rất cao trong trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm, một bắn chim rồi,
Hình như pha bắn chim đó là của Cao Tú. Và như vậy thì còi kết thúc hiệp 1 đó vang lên. Kết thúc hiệp 1 tỷ số sẽ là đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ TTM 9699. Chúng ta sẽ nghỉ khoảng hơn 10 phút để bước vào hiệp đấu thứ hai của trận đấu.
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với sân của sân Cường Quốc của Hà Đông để tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ hai trận giao hữu bóng đá giữa TTM 999 và gà Hà Đông đội chủ nhà. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội khách TTM 999 Hà Nội. Và hiệp đấu thứ hai này các cầu thủ gà Hà Đông đang bổ sung những cầu thủ chất lượng của mình, và trên sân vào thời điểm này chúng ta có nhìn thấy một cái mái tóc của cầu thủ mặc áo số 8 Đức Mạnh, và một sự bổ sung mong rằng sẽ là một sự chất lượng dành cho gà Hà Đông để giúp cho tuyến giữa của mình khả năng kiểm soát bóng ở trong hiệp đấu thứ nhất mà họ đã không thể làm được. Để bây giờ đến hiệp đấu thứ hai chúng ta sẽ mong rằng họ sẽ kiểm soát được trái bóng, kiểm soát được trận đấu. Vấn đề của gà Đông vào trận đấu ngày hôm nay đó là khả năng giữ trái bóng và kiểm soát thế trận. Đức Mạnh. Tuấn Anh cứ mạnh dạn lên cao đi. Balosi với Cao Tú cùng với Tuấn Anh với những cầu thủ sẽ được kỳ vọng ở đấu thứ hai. Tuấn Anh mặc áo số 0. Bóng trở lại với TTM 999. Trọng Việt. Lê Vinh. Dũng Đi Vinh. Đức Mạnh. Và xử lý hơi lòng vòng của cầu thủ mang áo số 8 bên phía gà Hà Đông. Liệu anh có báo không? Liệu anh có báo thủ môn là Dũng Đi Vinh hay không? Cứ lên cao lên, đừng lùi về, cứ để ở dưới tranh bóng.
Tiến Dũng hàng số 8 bên phía TTM, chỉ số 99 cũng có mặt ở trên sân ở đấu thứ hai này. Tiến Dũng Công Trung, đây không phải là đó là một cầu thủ mang áo số 17. Thành Tuyên. Thầy đừng có về, thầy về là họ cũng về đấy. Cứ đứng ở giữa đây mà nhận bóng thôi. Và pha bóng của Lam Trần. Thầy Tám cứ đứng đấy thôi, đừng có vượt đấy thôi. Trọng Việt vừa rồi là nhô cao hơn vị trí của mình. Anh đang chơi vị trí cao nhất trên hàng tấn công của TTM chỉ trong 99. Theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ Gà Hà Đông có một loạt thay đổi người về mặt chiến thuật. Cầu thủ số 21 Harry Magai vào sân. Số 17 Hải Bánh đã vào sân. Người còn lại là ngôi sao trung phong Nhật Tám. Anh sẽ đá trên vị trí cao nhất. Không được. Vừa rồi là một pha phản công mẫu mực của các cầu thủ Gà Hà Đông. Tuy nhiên là ngôi sao bên phía TTDM là Lê Vinh, anh đã đọc được tình huống và cắt bóng trước khi bóng kịp đến chân của Nhật Tám. Tiến Dũng, đó là Tiến Dũng. Coi thêm một lần nữa thì các hàng phòng ngự của các cầu thủ Gà Đông phải chơi tập trung hơn nữa. Cái vấn đề cọ bây giờ là hệ thống tâm lý của mình. Mặc dù đây là một trận đấu hữu rồi nhưng tâm lý của các cầu thủ Gà Đông có vẻ là gặp vấn đề. Đó là một cơ hội dành cho cầu thủ mang áo số 7 Đăng Thắng. Đăng Thắng đang là cầu thủ chơi hay nhất bên phía TTM 99 Hà Nội. Các bạn đã được theo dõi trận giao hữu bóng đá giữa Gà Hà Đông và TTM 99 đang được trực tiếp trên fanpage của VTV. Và rất mong các bạn hãy giúp mình chia sẻ và like. Chỉ một like thôi để cho nhiều người đọc theo dõi trên fanpage của VTV. Chúng ta cùng quay lại với trận đấu. Đá biên dành cho Gà Hà Đông. Tuấn Anh. Mặc dù đây là một trận giao hữu thôi nhưng quý vị và các bạn có thể quan sát. Không được, vừa rồi là một cú treo bóng vào vòng cấm của các cầu thủ TTM. Tuy nhiên số 23 Từ Thiện đã còn thiếu 20 phân nữa mới với tới bóng. Mặc dù đây là một trận giao hữu thôi nhưng quý vị và các bạn có thể thấy sân Cường Quốc không còn một chỗ kín. Theo ước tính của chúng tôi, sân vận động Cường Quốc hôm nay đã đón tiếp gần 1 triệu khán giả. Mặc dù vậy thì 90% trong số khán giả đó chẳng ai quan tâm đến trận đấu này. Đây là cầu trúng rất nguy hiểm. Đó là vào bóng mỏ lỡ của Đức Thắng, của Đặng Thắng. Có đó nói Đặng Thắng đang có những vệ tinh quá hay ở trên tấn công của mình. Từ tuyến dưới lên phía trên. Tuấn Anh và xử lý hay của Tuấn Anh. Quá đáng đẹp dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Pha bỏ lỡ quá đáng đẹp của Tuấn Anh với pha xử lý đẳng cấp của Tuấn Anh. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống bỏ lỡ quá đáng đẹp của Tuấn Anh. Một pha xử lý đẳng cấp nhưng sau đó là pha dứt điểm lại không được nghỉ. Công Trung. Vẫn là các cầu thủ TTM 99. Đặng Thắng. Và xử lý hơi chần chừ vừa rồi là của Thành Tuyên. Một cơ hội dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Tuấn Anh đây phạm lỗi. Thế trận bây giờ là nghiêng tạm thời nghiêng về các cầu thủ Gà Hà Đông. Tuấn Anh đang bị đau. Là người vừa rồi bỏ lỡ một cơ hội 10-10 để gỡ hòa hai đều. Và đối mặt với Lam Trần. Và dứt điểm lại đi ra ngoài rất đáng tiếc của Tuấn Anh. Hải Bánh dâng lên đi, Hải Bánh vào luôn đi.
rất nguy hiểm. Pha bắt bóng hay của Lam Trần. Một pha bắt bóng Tiến Dung, Thành Tuyền, Lam Trần. Đầu pha xử lý tốt của Công Trùng mới hàng loạt những cầu đổ áp sát nhanh. Chúng ta còn nhớ bàn thua đầu tiên của TTM 999 là và sai sót của thủ môn Lam Trần. Và Cao Tú là người tận dụng cơ hội đó mở tỷ số trận đấu. Thành Tuyền tóm lại, đây là Tiến Dung, Lê Bình, một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTM 999. Khá nhẹ nhàng, Tiến Dung, Công Trung. Tiếp tục là Tiến Dung. Đường dành cho Đặng Thắng, được trả về dành cho các cầu thủ bên phía TTM 999. Lam Trần, Lê Vinh. Và xử lý nhanh của Lê Vinh sau quan sát vừa rồi của các cầu thủ bên phía Gà Hà Đông. Tám ơi đừng về, cứ ở đấy thôi. Thầy mà về là họ cũng dâng lên đấy. Đình Tiệm, cầu thủ mang áo số 2 cũng đang chơi ở trên hàng tấn công của các cầu thủ PTM 999. Cứ để tiền về thôi, thầy đừng về, cứ đừng về. Đá phản góc dành cho các cầu thủ. Thế mà không vào. Bóng rộ đúng cột dọc không thành của Dũng Devin. Rất nguy hiểm. Đó là pha chuyền lên không thành công của Trọng Việt. Trọng Việt được chuyền quá mạnh lên dành cho cầu thủ mang áo số 10 Lam Phạm. Lam Phạm đang có một thể hình khá đậm. Và đây sẽ là một điểm cộng dành cho cầu thủ này nếu mỗi khi tranh chấp ở tuyến trên. Với một hơn một nửa đội hình của hiệp 2 là các cầu thủ được đôn lên từ lứa U23. Điều này chúng ta cũng có thể lý giải rằng các cầu thủ Gà Hà Đông không vào đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên họ lại sở hữu hai cơ hội rõ nét trước vòng cấm của thủ môn Tôi Thèm Thịt Mèo, nhưng mà vẫn chưa có được bàn thắng như ý muốn. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-2 nghiêng về các cầu thủ đội khách Tôi Thèm Thịt Mèo. Lam Phạm vừa rồi cũng có một cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Dũng Devin, nhưng pha dứt điểm đó vào đúng vị trí mà Dũng Devin đã đứng sẵn rồi. Nhưng sự thay đổi người, những sự thay đổi chiến thuật của cả hai đang khiến cho trận đấu trở nên cân bằng hơn về mặt chiến thuật. Lam Phạm và phản công dành cho các cầu thủ TTM 999. Không vào. Cái chân của Dũng Devin đã cứu thua rồi. Và dứt điểm nhẹ nhưng rất hiểm của Lam Phạm. Công Trung. Trọng Việt đã nhường cho Công Trung. Tiếp tục là Công Trung. Thành Tuyền. Đinh Việt. Không phải, đó là pha dứt điểm của Đinh Tiệp. Cầu thủ mang áo số 2. Những sự thay đổi người bên phía TTM 999 và cầu thủ mang áo số 17 bên phía TTM 999 đã vào sân. Đó là Thành Tuyền.
Một gol rất đáng đẹp. Thạch là người đã cản phá tình huống vừa rồi. Chúng ta tiếp tục là đến một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTM 999. Tuấn Anh sau khi bỏ lỡ cơ hội 10-10 thì bây giờ anh chưa có một cơ hội nguy hiểm nào cả. Một sự bất ngờ đã không còn nữa ở trên thời điểm này của trận đấu. Lam Trần, Thành Tuyên, Tiến Dũng, Công Trung, Lê Bình. Và vòng ngoài hai rất hay có các đủ DDM 999. Tuấn ạ, đây là Tiến Dũng. Và xử lý hay của Tiến Dũng rồi. Cơi vẫn chưa được. Bóng chưa đến thì các cầu thủ thì hàng tấn công của DTM 999 đã chạy chỗ rồi. Nhưng đáng tiếc. Đức Mạnh. Đó và xử lý không đồng ý của Mai Hải. Đức Mạnh. Bóng đã nằm trong chân của các cầu thủ Hà Đông. Đức Mạnh. Dứt điểm vẫn chưa được và xoay người ngay vừa rồi là của Tuấn Anh. Tuấn Anh đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa dành cho Gà Hà Đông. Với sự vắng mặt của Tân Hiệp Phi Hoàng thì Tuấn Anh là cầu thủ được kỳ vọng nhất của các cầu thủ Gà Hà Đông trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên với sau những khoảnh khắc lóe sáng thì anh đang biến mất dưới mặt sân cỏ của các cầu thủ của sân vận động Cường Quốc. Một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTM 999. Công Trung. Tiếp tục là Công Trung và xử lý tốt của Công Trung. Coi kịp không? Vẫn còn lòng trong cuộc. Thành Tuyên, lỗ lực của Thành Tuyên. Coi rất đáng tiếc, hơi vội vàng. Vừa rồi là pha vội vàng, vừa rồi là cầu thủ mang áo số 16 Nhật Tám. Đánh đầu. Đó là pha bỏ lỡ cầu thủ mang áo số 23 bên phía Hà Đông. Thank you.
Thank you.
Tuấn Anh hơi đáng tiếc sau đường chuyền lên vừa rồi của Tuấn Anh. Dũng Điềm, Dũng Đi Vin, Thành Tếu, Thành Tếu đang tìm những đồng đội của mình để chuyển. Một pha bóng mà các cầu thủ Gà Đồng đang gặp những khó khăn về và tìm những khoảng trống ở khung thành của Lam Trần. Đình Tiệp đã chuẩn bị rời sân. Rất nguy hiểm, bóng cách ngang khung thành của Lam Trần. Một quả đá biên dành cho các cầu thủ TTM chỉ trong 99. Và bóng mà Hoàng Anh hơi chần chừ. Tuấn Anh hơi vội vàng. Tiếp tục là Tuấn Anh. Vẫn là Tuấn Anh kiếm công. Không được rồi. Đá biên dành cho các cầu thủ bên phía TTM chỉ trong 99. Những cầu thủ như là Lam Phạm hay là Tiến Dũng hay là Thành Tiên đều là những cầu thủ chất lượng bên phía khung thành bên phía TTM 99. Đây là rạch gọi dành cho Hải Bình. Lam Trần đã chơi tập trung. Đá biên dành cho các cầu thủ bên phía Gà Hà Đông. Hoàng Anh Thắng Tẹo, Tuấn Anh tiếp tục cầu thủ số 21 Thắng Tẹo. Thank you.
Đường cầu bóng vào trong lại không được như ý. Dũng David. Đánh Têu. Tiến Dũng. Cầu được bóng số 7 bên phía cả Hà Đông. Dũng đi Vin. Bây giờ là những đường truyền để làm dẫn hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía TTM chiều 99. Balosi.
chúng ta sẽ trận đấu tạm dừng lại. Vừa rồi là một pha bánh mì kẹp xúc xích. Balosi là bị kẹp giữa hai cầu thủ áo trắng dẫn đến một pha chấn thương ngoài ý muốn của anh. Theo như quan sát của chúng tôi, anh đã có một chút vấn đề về tay. Mặc dù đang bị dẫn với hai bàn cách biệt, tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, các cầu thủ Gà Hà Đông đang làm tốt vai trò của mình, đặc biệt là vai trò thủ lĩnh hàng hậu vệ, đó là Harry Maguire Thắng. Trong 5-6 trận đấu gần đây, anh không còn là một tù trưởng báo đội nữa mà thi đấu với những đường cắt bóng, tranh chấp bóng rất là tốt. Và sẽ mong rằng những tốt đẹp nhất sẽ đến cầu thủ Balosi. Và va chạm giữa kẹp giữa Lam Phạm và Thanh Tuyên. Bây giờ cầu thủ mang áo số 13 bên phía Gà Hà Đông đã vào sân. Trương Luyến đã vào sân và đá đúng vị trí mà Balosi để lại. Những nhân tố từ trong trận đấu thứ nhất, bây giờ thì họ sẽ vào sân để giúp cho thế trận của mình trở lên tốt hơn. Nhưng bây giờ sẽ là khó khăn, nhưng không muộn cả. Bóng vẫn còn rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Bóng đi cao quá với khung thành của Lam Trần. Một quả đá biên dành cho các cầu thủ bên phía TDM 99. Theo ước tính của chúng tôi, tổng trọng lượng các cầu thủ trên sân hiện tại đang rơi vào khoảng độ gần 2 tấn. Quý vị và các bạn có thể nhận thấy rõ điều này với những cái thúng không vào, một cú sút đi vào đồng đội, xin lỗi quý vị, vào đối thủ của cầu thủ Trương Luyến. Tuy nhiên là tỷ số vẫn chưa được rút ngắn. Không vào, vừa rồi là một cú chích mũi của cầu thủ số 88 bên phía các cầu thủ trung tâm thương mại. Tuy nhiên bóng đã đi thẳng ra phía sau cầu môn. Trương Luyến, anh trồng đổi cánh cho Hoàng Anh. Hoàng Anh đang tìm đồng đội, anh phối hợp với Long Công Chúa. Tuy nhiên là cú kim kê độc lập của Long Công Chúa đã khiến bóng chuồi qua những chiếc móng của anh. Nhưng sẽ thay đổi người bên phía TTM 99 trở lên chất lượng hơn. Thánh Tèo. Đường chơi của Hoàng Anh. Và lấy bóng dành cho các cầu thủ bên phía TTM 99. Đoạt đi bóng của Thanh Tuyên. Đây là số tốc dài. Một cú. Vẫn chưa thành công vào dứt điểm vừa rồi. Thạch. Tiến Dung. Tiến Dung chơi đúng vị trí tiền giữa và giúp cho tiền giữa của mình trở lên chất lượng hơn. Phản công dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Sợ tóc dài. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Gà Hà Đông. Điền Dung có nền tảng kết rất tốt và anh thoát kết sình. Thạch. Cơ hội. Dứt điểm. Vẫn chưa vào. Đó là vào dứt điểm của Thạch. Chạm vào đúng hậu vệ của đối phương và đá phạt góc dành cho các cầu thủ TTM 99 Hà Nội. Năm phút để cho cơ hội cho tất cả các thủ Gà Đông có bàn thắng. Nguy hiểm. Và như vậy lưới của các cầu thủ Gà Đông đã rung lên. Và người ghi bàn đó là Lam Phạm, cầu thủ mang áo số 10. 4-1 dành cho các cầu thủ TTM 9699 Hà Nội.
Đó, pha đánh đầu cực kỳ là chất lượng của Lam Phạm. Những người vào trong tay người Tiến Dũng hay là Lam Phạm đã ghi bàn ở trong hiệp đấu thứ hai. Trương Liên vẫn là các cầu thủ bên phía TTM chiều 99. Đây Lam Phạm người lên tỷ số lên 4-1. Long tay Cú Tạ, đường truyền dành cho Hoàng Anh nhưng không thành công. Một quả đá tiếp đá biên dành cho các cầu thủ TTM 99. Một pha lấy bóng dành cho cầu thủ Gà Hà Đông. Sơn tốc dài, cơ hội, Long Tây, Hoàng Anh, sơn tốc dài, chưa phải là một dứt điểm tốt. Phạt góc dành cho tô chủ nhà Gà Hà Đông. Hai phút nữa, hai phút để cho các cầu thủ Gà Đông có bàn thắng rút ngắn tỷ số có thông còn 2-4. Tiến Dũng đang chơi quá hay trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là đấu thứ hai. Lam Phạm, vẫn là Lam Phạm, tiếng còi đã vang lên rồi. Một quả đá phạt dành cho TTM 99. Ai đây? Thách vẫn chưa được. Và như vậy lưới đã rung lên rồi. 5-1 dành cho các cầu thủ bên phía TTM 99. Như chúng tôi đã từng giới thiệu trong những trận đấu trước đây, Gà Hà Đông là một đội bóng có thể thắng vui dập đối thủ nhưng cũng có thể nhận những bàn thua, những trận thua sấp ăn luôn. Và đây là quả bàn thua thứ 5 của các cầu thủ Gà Hà Đông trong trận đấu này. Đây cũng là một trận đấu mang tính chất, mang nặng tính thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Cho nên các cầu thủ, các cổ động viên không có việc gì phải suy nghĩ nhiều. Cao Tú, Cao Tú đang tìm đồng đội, anh phối hợp với Harry Maguire. Maguire thắng, đá dạo, sút, Lam Công Chúa không vào. Vừa rồi thủ môn của các cầu thủ trung tâm nước mạnh không vào, tiếp tục không vào. Vừa rồi bóng đã đi rung, làm rung mạnh lưới phía sau cầu công môn. Tuy nhiên đấy, trọng tài xác định đây là một quả bóng đi tương đối cao so với khung thành. Tỷ số đang là 5-1 nghiêng về các cầu thủ TTM 99. Một chiến thắng rất đậm đà trong một trận đấu giao hữu mà thôi. Nguy hiểm, không vào. Chúng ta đã chờ quyết định của trọng tài nó như thế nào đây. Một quả đá 11m hay sao? Sơn tốc dài, sơn tốc dài sẽ được hiện quả penalty này. Dứt điểm, vẫn không vào. Đen quá rồi, số quá nhỏ dành cho các đội Gà Hà Đông. Vẫn chưa được. Lam Trần đang chơi xuất sắc,
Từ một cản phá 11m vừa rồi là pha bay người đấm bóng ra ngoài để chỉ còn phá góc. Cao Tú sút bóng bay. Nếu như tình huống 11m đó thành công thì bây giờ tỷ số đã 25. Thạch người đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1. Dứt điểm vẫn chưa được. Và như vậy tiếng còi đã vang lên. Tiếng còi kết thúc trận đấu rất đấu hữu giữa Gà Hà Đông và TTM 9699 đã kết thúc. Kết thúc tỷ số là 5-1 nghiêng về đội khách TTM 9699. Xin chúc mừng TTM 9699 Hà Nội. Trận đấu sẽ được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên fanpage của VTV. Goodbye and see you again. À gì? Không được đá lại đi. Trên mặt.